bố án phạt Thái Lan ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT vừa tuyên bố án phạt cấm thi đấu từ 0,5 đến 1 năm với các thành viên đội tuyển U22 Thái Lan. Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan, 5 thành viên bao gồm 2 cầu thủ và 3 trợ lý huấn luyện viên có liên quan đến vụ hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32 với U22 Indonesia diễn ra ngày 16 tháng 5, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan. Hôm 18 tháng 5, FAT lập một ủy ban điều tra do Trung tướng Amoy Nimano là người đứng đầu để tìm hiểu vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá SEA Games 32. Sau khi Trung tướng Nimano thu thập xong chứng cứ, FAT lập tức đưa ra hình phạt. Cụ thể, ông Prasachok Chokmo, huấn luyện viên thủ môn, ông Mayem Madat, ông Bachahut, ông Sipuk, lãnh đạo đội bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm. Chưa dừng lại ở đây, hai cầu thủ bao gồm thủ môn Sophonwit Rayap và cầu thủ vào sân thay người Therapak Phuna nhận án cấm tham gia cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng. FAT cho hay sự việc ở chung kết SEA Games 32 được truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đưa tin. Điều này làm tổn hại đến hình ảnh của nền bóng đá Thái Lan và đất nước một cách nặng nề. Các thành viên trong ban huấn luyện lẽ ra phải dẫn dắt, giám sát hành vi của các cầu thủ trẻ bằng kiến thức, kinh nghiệm, tuổi tác của mình. Song họ lại có những hành vi không đúng mực. Chính vì vậy, không có lý do gì để khoan dung, FAT nhấn mạnh. Sau vụ ẩu đả trong trận chung kết, trưởng đoàn U22 Thái Lan tại SEA Games 32, ông Jutana Jimkarun quyết định viết đơn từ chức. Ông Jimkarun tự nhận trách nhiệm vì không thể kiểm soát hành vi của các cầu thủ, trợ lý huấn luyện viên. Ông Jimkarun còn đang là phó chủ tịch FAT. U22 Indonesia thắng 5-2 trước Thái Lan sau 120 phút để giành huy chương vàng SEA Games sau 32 năm chờ đợi hôm 16 tháng 5. Song trận chung kết suýt vỡ vụn vì màn ẩu đả của cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Trọng tài điều khiển trận đấu người Oman Kasim Mata Al-Hamdi đã rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ trong trận chung kết. 3 cầu thủ Thái Lan và 2 thành viên ban huấn luyện bị thẻ đỏ, trong khi U22 Indonesia có 1 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, 1 thành viên khác trong ban huấn luyện cũng nhận thẻ đỏ. 7 thẻ đỏ và 11 thẻ vàng trong trận chung kết vừa qua cũng là kỷ lục về số thẻ trong một trận chung kết môn bóng đá nam kể từ khi Đại hội Thể thao khu vực có tên là SEA Games và giới hạn độ tuổi U22 hoặc U23.